未惧身上被子弹流行，维护你我却敢于舍身。站在风浪下对抗黑暗，而为你是毫无疑问。公司ảnh Dương phát hành bộ phim Nghĩa Hải Hào Tình do TVB sản xuất. Giám đốc sản xuất Lý Thiên Thắng, biên kịch Ngô Trấn Vũ, biên tập Trương Hoa Tiêu, Trần Tịnh Nghi, đạo diễn Lục Thiên Hoa, với các diễn viên Đặng Tuệ Dân, Lê Diệu Tường, Quỳnh Hảo Nhiên, Ngao Gia Niên, Nhạc Hoa, Tạ Tuyết Tâm, Trần Pháp Lạp, Quỳ Ánh Hồng, Kim Cương cùng một số diễn viên khác. Nhóm biên dịch là Lộc Tiến, Ảnh Dương, người dịch Bích Ấn, Quốc An, Ấn Mùi, diễn viên Lộc Tiến, Bích Ngọc, Tuyết Mai, Nguyễn Dinh, Thanh Bình, Quy Hồ, Khánh Giang, Thùy Trang, Đình Tuấn, Khánh Phương, Binh Thảo, Trần Tuấn, kỹ thuật Lộc Tiến, Hậu Đính, Anh Dũng, Đinh Nghĩa.就让天下在见证足印，谁为爱伴我意路tập 2. Bây giờ ngón tay lên, mấy người ở yên tại chỗ không được hành động. Cậu chạy ra bắn một phát thì một cúp ra. Thằng quỷ này chạy ra làm gì? Bỏ ra tỉnh à? Cứu em! Lăn qua một bên, lăn qua một bên đi. Em trúng đạn rồi. Lăn qua một bên đi. Lăn qua một bên đi, thằng Vũ Dũng. Đi! Báo cáo cục trưởng, 6 tên cướp bị bắn hạ tại chỗ. Chúng ta tịch thu được 30 cây vàng, 8 cây rulo, 2 cây súng trường với là 160 viên đạn. Phi Phạm, làm tốt lắm. Tôi sẽ báo cáo công trạng của cậu với tổng cục Nam Kinh. Còn nữa, tất cả phải nhớ, anh em nào có phần bắn hạ tên cướp, tất cả đều ghi một công, thăng một cấp. Dạ biết. Báo cáo cục trưởng, 6 tên cướp là do đích thân tôi nổ súng bắn hạ, không cần khen tặng, bởi vì đó là trách nhiệm của tôi. Vi Phạm, làm tốt lắm, có tương lai. Tất cả anh em cực khổ lắm rồi, tất cả nghỉ đi, tôi đi nha. Tạm biệt cục trưởng. Tạm biệt cục trưởng. Nè Lưu Tĩnh à, anh và đám anh em cực khổ lắm rồi. 10 đô này thưởng cho mọi người, dẫn đám anh em ra ngoài ăn bữa cơm. Cảm ơn anh Phi Phạm. Sư sư, lúc nãy kêu cậu bò ra vậy hả? Tôi đã nói rõ ràng với mấy người rồi, lúc tôi đưa hai ngón tay lên tất cả mới xông ra mà. Hả? Tự nhiên cậu bò ra, cậu muốn chết sao hả? Cậu bị điếc hay là coi lời nói của tôi như gió thoảng? Anh Tĩnh à, em không dám, em có nghe lời anh, em đâu có dám cãi lại anh. Tôi đã xích giãy tay kêu cậu chạy vô trong mà, cậu còn đứng đó như trời trồng để làm cái gì? Anh Tĩnh à, em không phải đứng nghe như trời trồng đâu, em có chạy vô trong nhưng mà anh Phi Phạm anh bắt em phải chạy ra. Cậu bị câm rồi sao? Cậu không biết nói với nó là chúng ta đã bố trí hết rồi sao? Có phải cậu bị câm rồi hay không? Anh Tĩnh à, em không phải bị câm đâu anh Tĩnh à, em có nói nhưng em nói được vài câu anh Phi Phạm đưa chân đạp em ra, em còn nói với ảnh là em mới tập bắn thôi. Hèn chi người ta nói thà sinh con phá của đừng sinh con ngu đần. Cậu hỏi bọn họ đi, ai theo Lưu Tĩnh này có học bắn súng suốt cả tháng không? Hôm qua khi bắn súng tôi đã đứng nhìn cậu bắn 10 phát không trúng một phát, phi đạn dược. Anh Tĩnh à, anh Tĩnh, em xin lỗi. Cậu đừng gọi tôi là anh nữa, bây giờ tôi phải gọi cậu là anh đó. Cậu làm ơn đi, tự nộp đơn xin nghỉ đi, lập tức đi đi. Anh Tĩnh à, em, tôi cho cậu biết, lưng của tôi không phải là cái trống đâu. Nhưng tôi làm đội trưởng trinh sát bao năm nay, tôi nhìn người không nhìn sai. Loại người như cậu á, có thể làm cảnh sát,
tôi chặt đầu xuống cho cậu làm ghế ngồi đó. Anh Tĩnh à. Bỏ đi anh Tĩnh. Anh Tĩnh cho nó cơ hội đi. Thôi đi mà. Phải đó, đó là tôi đừng nóng quá. Đừng nóng mà. Bây giờ chúng ta không phải tới núi Bạch Vân du lịch, không phải ăn uống vui chơi, thêm một người thêm một đôi rũa. Chúng ta cầm súng đi bắt cướp mà. Mưa bom lửa đạn bất cứ lúc nào, nó chết mặt nó nhưng sẽ liên lụy đến tôi, liên lụy mọi người. Mặc lại áo, lập tức ra ngoài dưới nơi suy nghĩ đi. Đi đi. Xin lỗi anh Tĩnh, em cũng không muốn liên lụy mọi người. Em đi viết thư cảm ơn mọi người bấy lâu đã. Không cần cảm ơn nữa, đi nhanh lên đi, làm ơn. Hôm nay làm gì tức giận vậy? Gã Lương Phi Phạm là vậy đó, nổi tiếng là tham công cúng núng mà. Anh không nên lôi đánh nhỏ ra chút giận. Thì đó, mọi người muốn nói sao cũng được. Tóm lại tiễn được thằng vô dụng đó đi, tôi nhẹ nhõm cả người. Nè sao hả? Có phải đi ăn cơm không? Phải thì đi đi. Đi, đi. Anh Tĩnh à, anh cho em thêm một cơ hội đi. Nội của em đã bán mảnh ruộng, bán luôn con trâu, em mới có thể tìm được công việc này. Em không thể quay lại được. Anh cho em thêm một cơ hội đi anh Tĩnh à. Anh Tĩnh à, hay là vậy đi, từ nay giao công việc nhẹ nhàng cho cô ta làm. Phải đó anh Tĩnh, cùng lắm từ nay em và anh hai cái chuyện cô ta, cho cô ta cơ hội đi. Phải nói phải nói cho cô ta cơ hội đi anh Tĩnh. Nè, tại đám dở hơi các người làm với bản thân tốt bụng lắm, muốn làm phước sau này có chuyện gì bất trắc, có gì khó khăn đừng trách tôi đó. Em biết, em biết, em biết. Cậu tránh ra đi. Cảm ơn, cảm ơn anh Tĩnh. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Mặc áo vô đi, cố gắng làm việc đó. Lau nước mắt đi, đừng có khóc nữa. Alo, tìm ai vậy? Ở trời ơi, Xương Sườn là con sao? Con Sườn Sườn về rồi sao? Là Xương Sườn hả? Biết sao cho tôi nghe đi. Là Xương Sườn đó. Xương Sườn ha. Trưởng thôn nè. Con làm cảnh sát mấy lâu, nhận được bao nhiêu tiền nước lót rồi? Đâu có, làm gì có tiền đút lót chứ. Hỏi toàn những câu này à, tôi nghe. Bà tôi nghe, nghe. Bà nghe đi. Xương Sườn ơi, con làm cảnh sát ở Quảng Châu có cực lắm không hả? Còn nữa, cấp trên có tốt với con không? Có làm khó con không? Không có, cấp trên tốt với con lắm, cũng không có khó chịu, dễ tính lắm. Vậy thì tốt rồi, vậy con nên siêng năng một chút ha. Còn nữa nghe, chuyện gì cũng phải cẩn thận, như bắt cướp vậy bắt được thì đương nhiên rất tốt rồi, nhưng mà không bắt được cũng đừng nên cố ép ha, có biết chưa hả? Nội yên tâm đi nội, con chỉ có lấy lời khai thôi, cũng không cần đi bắt cướp. Nếu không con làm gì có thời gian nói chuyện với nội. Nội à, nội giữ sức khỏe nha. Con biết cậu làm gì ở đây? Điện thoại đó dành cho loại người như cậu gọi sao? Em xin lỗi. Hả? Em xin lỗi anh Tĩnh. Anh Phi Phạm đó có nhiều cô gọi cho anh lắm, không gọi được lại nói chúng ta dành điện thoại xài. Một mình cậu được rồi, đừng liên lụy chúng tôi. Em xin lỗi, em xin lỗi anh Tĩnh. Đúng là hai người. Ngày kỷ niệm năm nay tổ chức tiệc rượu trong khách sạn của chúng ta, có hợp với chúng ta hay không? Bà, thời buổi giờ khác rồi, sông bạc của chúng ta không còn là ngồi chồng hổm chơi xí ngầu chơi bài cũ nữa. Bây giờ chỉ chơi Rolex, chơi bài tây thôi. Vậy cũng phải, thời buổi khác rồi. Được, chuyện này bà giao cho con đó. Tổ chức càng có tiếng thì càng tốt. Mướn luôn đội nhạc tới đây, bà xung phong khiêu vũ. Ba, có chuyện gì vui vậy? Không, bà đang bàn chuyện tròn năm với họ thôi. Này, ngồi xuống, ngồi xuống. Nè, bây giờ chúng ta đông đủ rồi, có thể bắt đầu bỏ phiếu đó. Bỏ phiếu gì? Không, thằng Kiệt có một đề nghị. Nè, bây giờ con phải lo luôn cả chuyện ở ngân hàng, lại còn phải kiêm luôn sòng bạc ở Thượng Hải. Thật sự lao lực quá.
Nó nói thôi thì cứ để nó tiếp quản sòng bạc ở Quảng Châu của con, đỡ đần cho con. Nè nè nè, mỗi người bỏ một phiếu, rõ ràng đi. Quân gia, tôi lên lầu trước. Nè, cô lên lầu làm cái gì? Thiết, cô không coi mọi người là người trong nhà sao? Cô Đại Phụng em Hỷ Lãng Hùng là tứ hổ tướng dưới tài của tôi. Giang sơn này của tôi là do mọi người giúp tôi xây dựng. Bây giờ bàn chuyện làm ăn, cô không thể không bỏ phiếu. Cô bỏ phiếu trước đi. Vậy bây giờ tôi bỏ phiếu, tôi không tán thành. Bây giờ đến lượt em. Anh hai, thật ra trước sau công ty Đông Thái cũng phải giao lại cho anh em tụi nó. Không lý nào lại giao cho đứa con gái nắm quyền tức cười như vậy. Em bỏ phiếu tán thành. Mỗi người một phiếu. Một một. Thiếu Kiệt, cậu ủng hộ con. Em cũng tán thành. Vậy tức là 2-1 rồi. Thiếu Khang, cậu đứng về phía chị con hay đứng về phía em con? Trước giờ con người của con không có ý kiến gì. Ba, con bỏ phiếu trống. Vậy vẫn là 2-1. Để tôi nghe. Dạ quốc gia, chắc Lãng Hùng nó gọi về đó. Alo, Lãng Hùng hả? Suy nghĩ tới đâu rồi? Vậy hả? Thì cứ vậy đi. Chú ba đã bỏ phiếu rồi, không tán thành có bất cứ thay đổi gì. Vậy thì vẫn là hai hai quệ nhau thôi. Anh hai, anh là phiếu cuối cùng, định sinh tử. Ba, hay là để con bỏ phiếu thay ba? Ba hai, em con đã thắng. Hả? Ngửa mùi. Ba thật sự không thể ngờ con. Em à, có hai điều kiện. Thứ nhất, ba khởi nghề từ sòng bạc, nhất là sòng chim bồ câu. Em nhất định phải làm thật tốt cho chị, nếu không chị không buông tha cho em. Thứ hai, 1 triệu thiên tử 1 triệu thần, tất cả thuộc cấp của chị, cho dù là thím hai quét dọn cũng phải theo chị nhường chỗ. Bởi vì chị không muốn có người cản trở em phát huy năng lực. Vậy thì tốt, cảm ơn chị hai. Chết thì chết. Nè Sư Sư, lát nữa mọi người đã qua bắt cướp. Con người của cậu tôi sợ quá rồi. Cậu đừng đi theo nữa. Đặt chim bồ câu này cho tôi đi. Nè tiền nè. Anh Tiến ơi, không phải chứ, anh mua 15 chỉ số sao? Nè, tôi giấy này cả tháng lương đó. Anh chơi vui được rồi, liều mạng sao? Phải đó, cần gì chơi lớn vậy, chơi không lại đâu anh Tỉnh à. Nè, nếu thua thì tháng này anh gấp gió đó. Ngáp thì ngáp. Tối nay sổ số đại quyền. Không qua được cửa này, gia đình của tôi tan rã ngay. Tôi trông cậy vào số tiền này đó. Nè, còn đứng đó như trời trồng làm gì? Đi ghi đi. Anh này có phải Sương Sương à? Hả? Con đặt tiền nhiều như vậy, đừng tới mấy tiệm lẻ dĩa hè nữa. Con tới tiệm Đông Thái đặt đi. Em biết rồi. Nè, cẩn thận, cứ cẩn thận đó. Em biết rồi. Nè, cẩn thận đó. Anh Tỉnh à? Hả? Anh đi còn 10 đô, anh cầm lấy đi. Em cũng còn 10 đô, cầm luôn đi. Ừ, phải đó. Chê, bộ thù chắc sao? Cứ cầm lấy đi, tiền là gánh anh hùng. Anh là đại đội trưởng đó. Trong túi không có một xu, giống ai chứ? Đúng rồi. Cần gì? Cầm đi. Bỏ túi đi. Nè. Đại báo công à, anh Tỉnh nói không thể vượt qua cửa này, gia đình anh sẽ tan rã. Tối qua con vô toilet thấy anh khóc trước tấm kính. Đại báo công à, ông làm ơn đi, ông đại phát từ bi cho anh trúng số bồ câu này, vượt qua cửa này nha. Ai à, thứ hai à, xin lỗi nha, xin lỗi. Ai à, đau quá. Nè, xin lỗi nha, xin lỗi. Tiền của tôi đâu? Tiền của tôi đâu rồi? Hả? Nè, tôi thấy anh đi ngang qua sau lưng tôi. Anh có móc túi của tôi không? Không có, tôi đâu có móc túi đâu. Nè, tôi là cảnh sát, tôi phải lục xét anh.
Em kể chưa? Có tôi đi á. Tiền của tôi. Thứ mày đó. Thứ mày đó. Trả tiền cho tôi. 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 Chú Hai à, chú có thấy bà già nào xách vỏ không? Chú Hai à, chú có thấy vỏ đi chợ không? Có thấy bà già nào không? Tôi bị người ta móc túi rồi. Trả cho tôi. Trả cho tôi. Lúc nãy có một bà già xách vỏ đi chợ. Trả tiền cho tôi. Trả tiền cho tôi. Giúp tôi đi bà. Giúp tôi đi. Tôi bị người ta móc túi rồi. Giúp tôi với. Tôi bị người ta móc túi rồi. Có ai giúp tôi không vậy? Tại sao không biết giúp đỡ gì hết vậy? Tôi bị móc túi rồi. Anh à, anh bị móc túi hồi nào vậy? Mới lúc nãy thôi. Gần khu này có nhiều đạo chích tới kiếm ăn lắm. Tôi nghĩ chắc bóp tiền của anh cũng không còn rồi. Lần sau anh phải cẩn thận hơn. Cô biết ai móc túi tôi sao? Hả? Cô giúp tôi đi. Tiền đó của sếp tôi, hơn 70 đô lận. Nếu mà làm mất tôi sẽ mất việc làm. Cô giúp tôi đi. Anh à, giúp tôi đi. Anh đừng có sợ đến rung cầm cập như vậy nữa. Khu vực này là do anh Đại Phụng quản lý. Ờ. Hay là anh thử đi năn nỉ ảnh, coi ảnh có chịu giúp anh hay không. Thôi đứng nhìn, đứng nhìn, đứng đi. Anh Đường à, đó anh có thấy không? Người đàn ông mặc sơ mi màu trắng đó chính là anh Đại Phụng. Ờ, cảm ơn cô nha. À, đi nhanh lên đi. Đi đi. À, cho hỏi ai là anh Đại Phụng vậy? Anh là ai? À, tôi là Đường Cát. Lúc nãy tôi bị người ta móc túi. Nghe bà con nói là tới đây tìm anh. Cầm miệng! Tao đến 3 tiếng, mày cầm miệng lại. Nếu không tao sẽ tát mày một cái bây giờ. À, nè, anh Đại Phụng à. Nè, nói thật nha, tôi thì làm cảnh sát. Các anh em ở sở cảnh sát của tôi hùng tìm một số bồ câu. Nếu phiền tới mọi người thì không hay cho lắm. Anh bạn à, có phải anh muốn biết ai đã móc túi anh không? Ờ, phải. Nè, anh theo tôi qua đây tôi cho anh biết. Ờ, tôi ở miếu Đại Bắc Công, đã đụng trúng một thím hai. Ờ, tôi định đỡ bà ta đứng lên. Chết đi. Sao vậy? Anh Đường à. Anh Đường, anh sao vậy? Đứng lên trước đi. Đứng lên. Trời ơi, anh đừng có như vậy nữa. Hay là anh thành thật về nói với sếp của anh đi. Tôi không thể nói với anh được. Anh nhất định sẽ đuổi việc tôi. Nội tôi đã bán mảnh ruộng, bán luôn con trâu, tôi mới có được công việc này. Tôi không thể nói với anh được. Hay là liều một ván đi. Làm sao liều chứ? Nè, ở đây có rất nhiều con bạc cháy túi sẽ quăng vé bồ câu lung tung. Anh lượm một tờ mùng 1 hôm qua, ghi thêm một gạch vào nữa thì coi như là vé của mùng 2 rồi. Sếp của anh kêu anh mua 15 chữ số mà. Anh cứ khoanh 15 chữ số đem về coi như là mua rồi. Nếu thật sự trúng thì tính sao đây? Số bồ câu đâu có dễ trúng như vậy. Nếu như thật sự trúng, tức là trời muốn giết chết anh rồi. À, đi, anh tỉnh đi, rồi, đi. Anh về rồi à? Số bồ câu của tôi đâu? Nè, mọi người nghỉ trước đi, tôi đi coi sổ số đã. À, cũng được. Được. Tỉnh, đi chung đi. Nè, tụi em ăn tô hoành thánh lóc bụng cái đã. Sau đó đã trúng giải đại quyền thì bỏ hết cả đại tam nguyên. Mong được như vậy. Nè, ai nghe có phần. Ai nghe có phần. Tỉnh. Cảm ơn. Đi trước. Xong chưa? Bây giờ sổ chữ thứ 9 nha. Chữ thứ 9. Thiên địa quyền hoàng. Chữ hoàng. Đúng rồi. Anh tỉnh à, thêm một chữ hoàng nữa. Muốn chữ nào sợ chữ đó. Anh trúng chữ thứ 9 rồi. Bình tĩnh đi, tiếp tục nha. Quan vị ca phù hộ. Đừng nên để anh trúng. Đừng để anh trúng. Chữ thứ 12 là chữ thủy trong kim sinh lệ thủy. Hay lắm mày Tư. Hay quá. Chữ 12 rồi. Chữ 12 rồi. Hay lắm. Quan vị ca phù hộ. Đừng nên để anh trúng. Cả đời con thích nhất là ăn thịt bò.
Con xin thề, nếu ảnh không trúng, từ nay con không ăn thịt bò nữa. Con làm nhiều việc thiện, Quan Diễn Ca phù hộ. Các vị, bây giờ sổ chữ cuối cùng. Đúng, 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 chữ cuối cùng là chữ đông trong thu thu đông tàn. Anh rồi. Thù gì cũng trả hết rồi, sáng tỏ mọi chuyện rồi, cuối cùng cũng xoay chuyển tình lễ rồi. Bây giờ muốn sờ anh, em cũng muốn được may mắn với anh, rồi chúng may mắn sợ, đi. Sợ. Đi sờ đầu, sờ đầu. Sờ đi, sờ đi, sờ đi. Mọi người sờ quay được quay, ai nấy được chào tôi. Cuối cùng cũng đến lượt tôi rồi. Được rồi. Sờ đủ rồi, nè sờ lớn, sáng sớm ngày mai giờ lại không súng chứ sợ cảnh sát. Nói cho Lương Phi Phạm nó biết, tôi không làm nữa. Được. Coi hắn còn hỏng hết nữa không? Sáu tên cướp cũng giành hết, từ nay cứ mặc cho một mình hắn bắn hết cướp đi. Được, bắn hết đi. Nhưng mà anh Tỉnh à, anh không làm, còn tụi em thì sao? Tất cả mọi người đều giao hết súng, cùng nhau không làm nữa. Được. Bảy ngàn mấy. Nè, tôi còn 3.000 mấy, mua căn nhà và cho thuê cái đã. Số còn lại gom hết đi làm ăn. Được. Chúng ta cùng hợp tác với nhau. Anh em cùng hợp tác. Được. Anh em cùng hợp tác. Anh Tỉnh, anh tôi cũng thấy vui rồi. Nói cái gì? Tôi nói thật đó, có biết chưa? Còn nữa, nè, lát nữa, sau khi lấy tiền được rồi, chúng ta tới nhà hàng Tây Nam, bào hết 3 tầng lầu, chúng ta ăn bào hồng gương di cá. Ngon. Quay sang kỹ tử, tìm cú mèo. Được. Mọi người, ai cũng có phần. Cảm ơn. Thì lập tức đi chợ tiền đi. Dĩ Linh, lập tức đi chợ tiền đi. Phải đó. Làm ơn. Chúc mừng. Làm ơn. Thái à, gọi điện thoại với cậu Kiệt và anh Đại Phụng. Có người trúng giải đại nguyện. Mấy giờ rồi? Chắc là sổ số rồi. Nếu như trúng, họ nhất định về đây lục giao mình. Nhưng từ đó về đây mất nửa tiếng, tức là 8 giờ không thấy họ thì mình có thể vượt qua. Hy vọng mau tới 8 giờ. Mau tới 8 giờ. Cậu Kiệt, không có. Không lý nào sao vậy? Gì vậy? Số đúng không có. Anh bạn, anh lấy đâu ra tấm vé này? Vé của tôi mua về mà. Tôi bỏ ra 70 đô tiền thật bạc thật mua đó. Tôi đã mua ở quầy tổng tiệm của các người. Nè, anh nói vậy tức là sao? Tôi đã tìm hết rồi, không thấy tấm vé của anh. Theo quy định của công ty chúng tôi, không có vé cùi sẽ không trao giải. Nè, coi chúng ta kỹ chưa? Nè, có nhầm lẫn không vậy? Anh bạn à, tôi nghi ngờ anh đem vé giả tới, lừa gạt công ty chúng tôi. Anh nói vé của tôi là giả? Anh tự nói đi, con dấu này có phải của công ty anh không? Phải, đó là con dấu của công ty chúng tôi. Nhưng tôi làm sao biết mười mấy chữ đó? Có phải sau khi sổ số anh mới khoanh lên không? Anh nói cái gì chứ? Ở đây có mấy chục người cùng dò với tôi, dò từng chữ một. Phải rồi. Tôi không biết anh đang giở trò gì. Tóm lại không có cùi thì là giấy giả. Nè, tức là các người muốn lừa gạt sao? Nè, mọi người ra ngoài bêu rếu đi. Đông Thái lừa đảo tiền, cho thua không cho thắng. Phải đó. Anh lặp lại lần nữa đi. Anh thử lặp lại đi. Tại sao không dám nói chứ? Anh tưởng là xã hội đen thì trên hết sao? Chúng tôi có đeo súng đó.
Sao? Anh muốn gì? Nè, muốn gì? Anh muốn ngăn trước mặt anh giải phụng hay sao? Hả? Thôi, đi, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi. Sao? Tôi xuống dòng. Nè, bình tĩnh lại đi. Nó phải trái. Chúng ta nó phải trái. Công Kiệt à, nếu từng tấm vé này là thật đó, vậy anh giải thích cho tôi nghe, tại sao không có cùi? Các người có đến 30 mấy ngàn vé, có khi nào làm mất một vé không? Cách giải thích đó không thể có. Lôi ra ngoài. Dạ, dạ. Đi đi. Khoan đã, khoan đã, khoan đã. Tỉnh lại. Có khi nào lúc các người kiểm vé, kiểm soát một vé hay không? Nhiều khi đếm tiền cũng có thể đếm thiếu vậy. Không bao giờ có chuyện đó. Lôi ra ngoài. Ra ngoài, ra ngoài. Đúng rồi, ra ngoài. Các người làm mất vé cùi, tại sao bắt tôi giải thích chứ? Tôi làm sao biết các người làm mất chứ? Hả? Thầy đó, thầy đó. Thật ra anh muốn gì? Kiểm lại một lần. Tất cả chúng tôi chứng kiến các người kiểm lại một lần. Nếu thật sự không có, tôi tâm phục khẩu phục. Phải đó, phải rồi. Mỗi ngày có rất nhiều người thu tiền, ai cũng đòi kiểm lại một lần. Tức là tôi bận lắm. Bởi mới nói. Anh muốn kiểm lại cũng được. Nếu lát nữa không có, anh phải để cái tay ở lại đây. Anh tỉnh nha, anh đừng kiểm nữa mà anh tỉnh. Không thể kiểm được đâu, kiểm đi. Nghe kiểm đi, kiểm đi, kiểm đi, kiểm đi, kiểm đi. Kiểm đi, kiểm đi, kiểm đi. Kiểm cho người ta đi. Bây giờ có kiểm hay không? Có kiểm không? Kiểm. Sao? Làm tới đâu rồi? Cảnh sát đó nói phải kiểm lại vé cùi lần nữa. Còn Kiệt nói kiểm cũng được. Nếu không kiểm được gì, bắt cả cảnh sát đó để lại tay. Bây giờ tôi mới hiểu câu nói trước đây cô nói với tôi. Không cần giành với họ, không cần cãi với họ, cứ việc khoanh tay ngồi chờ là được rồi. Thời cơ sẽ mau chóng xuất hiện. Nè, gọi ly cà phê uống đi. Cà phê ở đây vừa thơm là vừa đậm nữa. Còn gọi cà phê? Nếu mà trên đó làm không xong, sẽ xảy ra đổ xuống, rối loạn bất cứ lúc nào. Chính vì tôi muốn nó rối, càng rối thì càng tốt. Vượt qua rồi, vượt qua rồi. Vé này là vé cuối cùng. Không phải là vé của anh. Không lý nào. Mình đã trúng năm chữ rất nhiều lần, lần nào cũng có vé cùi. Cậu An. Dạ. Lấy cái búa ra. Dạ. Có được làm vậy. Bỏ xuống xuống. Đứng yên. Đứng yên xuống. Đứng yên. Đứng yên. Một để lại cánh tay, hai để lại về sinh mạng. Chọn cái tao. Chị hai, chị tới đây làm gì? Ở đây không có chuyện của chị. Tất cả các người rút súng ra để làm gì? Đây là nơi để làm ăn. Bỏ súng xuống hết. Bỏ súng xuống hết. Các người tự mình cầm vé đợi tôi ở đây. Các vị chú bác hàng xóm không cần đi. Tôi muốn các người ở lại làm chứng. Chị Thiết, các ba người theo tôi vào đi. Chị hai, ở đây em nắm quyền mà. Lúc nãy thì còn, bắt đầu từ bây giờ chị nắm lại quyền. Dạ.
một mớ bồng bông. Chị hai, chị có biết Tôn Trọng là nó của ba không? Ba để em quản lý công ty. Chị Thiết, moi hết vé cùi của mùa một hôm qua ra đây cho tôi, không được sót một tờ nào. Cô Cửu à, 12647 số hiệu của giấy cùi như nhau, nhưng chỉ mua 5 chữ thôi. Anh Lưu phải cô, đưa tấm giấy cho tôi. Các người có nhìn thấy không? Con dấu có thể ráp lại được, số hiệu cũng như nhau. Anh Lưu, tìm được vé cùi rồi, chính là tên này. Không lý nào, hôm nay tôi mới mua vé này, sao vé cùi lại là hôm qua chứ? Anh tự đi mua hay nhờ người đi mua vậy? Tôi nhờ anh em ở sở cảnh sát đi mua. Thực tế người đó không có mua cho anh, chỉ lượm tấm vé bỏ của hôm qua, thêm một gạch trên phần ngày biến thành mùng 2, sau đó khoanh thêm 12 chữ nữa. Anh đã hiểu chưa? Anh rõ chưa? Thì ra là thằng khốn sườn sườn đó. Anh tỉnh à, thằng khốn đó đã thuộc két anh, lừa 70 đô của mấy anh em mình rồi. Các người có bị thuộc két hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ nghe được lúc nãy có người đã lớn tiếng quát nạt ở đây, nói công ty số bồ câu Đông Thái chúng tôi đã lừa đảo tiền, cho thua không cho thắng, trúng thưởng không trao giải. Tôi rất muốn biết là ý gì. Nói xong rồi mới được đi. Xin lỗi cô Cửu, chúng tôi đã hiểu lầm. Từ nay chúng tôi không nói lung tung nữa. Tôi chấp nhận lời xin lỗi đó. Các người đi đi. Hoan nghênh các người từ nay tiếp tục tới đây giải trí tìm vận may. Thằng khốn sương sương này. Các vị chú bác hàng xóm, lúc nãy đã xảy ra nhiều hiểu lầm, làm phiền nhiều thời gian của mọi người. Cô Cửu này xin được xin lỗi mọi người. Nè, từ nay mọi người tiếp tục tới đây giải trí tìm vận may. Nếu gặp vấn đề gì, cho dù là chuyện lớn hay là chuyện nhỏ gì cũng được, đều có thể trực tiếp gặp tôi. Tóm lại từ nay, công ty số bồ câu Đông Thái chúng tôi sẽ do cô Cửu này trực tiếp nắm quyền quản lý. Hay lắm, hay lắm. Chín giờ rưỡi rồi. Cảm ơn quan vị ca phù hộ. Cảm ơn. Alo. Sương Sương, là con thật sao? Tôi đã đâu là điện thoại này rồi mà. À, nội à, có phải ở nhà có chuyện gì không vậy? Đâu có, đâu có. Hôm nay là sinh nhật của con. Mỗi năm nội đều luộc trứng gà đỏ cho con ăn. Năm nay không thể làm cho con nên nội muốn nghe giọng nói của con. Thằng khốn sương sườn, tao hỏi mày, mày có mua số một công cho tao hay không? Nè, anh tỉnh à, em có. Em có mà. Lúc nãy anh tỉnh đã trúng giải đại quyền 70,000+ đô, nhưng mà không tìm được vé cùi. Thì đã còn có mua cho anh tỉnh hay không? Em có. Mày còn nói dối nữa. Nè nói đi. Bà đập gãy chân của mày. À, tỉnh à, đừng mà. Nè, tỉnh đừng đánh nữa. Sao? Tỉnh ra đây. Nè, anh đừng đóng lại. Tỉnh à, đừng lại đi. Đánh em mà. Cố kiếm đây. Anh tỉnh à. Đứng lại cho tao. Tỉnh. Ra đây. Đứng lại. Đứng lại. Nói đi. Có phải mày bỏ túi 70,000+ đô của tao không? Thì mày tỉnh đi. Đừng làm gì mày. Lừa tao không? Nói đi. Xin cậu nói đi. Có phải nó thuộc kép 70,000+ đô của anh tỉnh không? Em không có. Nếu không tại sao tấm vé biến thành ngày hôm qua? Mày cũng biết xét chút nữa anh tỉnh mất tay rồi không? Mày nói là không thuộc két nữa hả? Em không có mà. Lúc nãy em tới chỗ miếu đại báo công, em xin đại báo công phù hộ cho anh tỉnh trúng giải đại quyền. Em bị người ta móc túi, móc hết túi của em rồi. Còn đồ óc cu đần, cậu biết sửa vé sao? Em nói thật hay nói dối vậy? Em không biết sửa. Có một cô gái tốt bụng thấy em như vậy, cổ dạy em sửa. Em không có biết sửa đâu. Không biết thế gian này nên giận hay nên cười. Thì đã đúng, không phải của mình thì không vào túi mình. Bỏ đi, bỏ đi. Tại mình xui xẻo, không thể đổ cho ai. Tại mình xui xẻo đem như mộng cho.
Anh Tĩnh à, em có lỗi với anh. Cả đời em sẽ bị cắn rứt lương tâm. Từ nay em lãnh lương, trừ tiền ăn tiền uống em sẽ đưa hết tất cả cho anh. Trả được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Anh Tĩnh à, anh tha cho em. Anh đừng giận em anh Tĩnh à. Anh Tĩnh. Tại là cuốn kim này. Mày bị móc túi sao không chạy nói cho tao biết. Mày tỉnh lại đi. Bao nhiêu người chết sao không thấy mày chết đi. Hả? 7,000 mấy đủ mua căn nhà đó mày có biết không hả? Mày có biết vận may này của tao cả đời chỉ có một lần không? Anh cứ làm bình tĩnh lại đi. Mày bị đáng mạng đó. Thằng, thằng, bình tĩnh, bình tĩnh. Thằng cuốn kim này. Mày đi đi. Đừng để tao nhìn thấy mày nữa. Để tôi gặp mày tao sẽ bắn chết mày ngay. Mau chạy đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh. Anh hai. Anh hai. Ba. Ba mới Thượng Hải về. Ngồi xuống, ngồi xuống. Tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Quân gia, gia. Ba. 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 Tụi con cũng có chuyện muốn nói với ba. Hả? Vậy mấy đứa nói trước đi. Anh hai à, cách đây một tháng chúng ta từng bỏ phiếu là 3-2 quyết định giao cho thằng Kiệt tiếp quản công ty số bồ câu. Có điều là không ngờ hôm nay có người đã cố giành. Lần đó bỏ phiếu chưa xong mà anh vẫn chưa bỏ. Bây giờ anh bỏ phiếu phản đối, tức là 3-3. Anh là ông chủ công ty, số phiếu như nhau thì phải do anh quyết định. Bây giờ anh quyết định lấy công ty sổ số bồ câu giao lại cho cửu muội quản lý. Ba, con đã làm sai chuyện gì chứ? Ba làm người luôn có kết quả thôi. Cứu mũi quản lý công ty sổ số bồ câu 7 năm bình an vô sự, kinh doanh càng lúc càng lên. Còn con chỉ quản lý còn 1 tháng là làm cho xém chút nổ ra đọa súng. Ba, mấy thằng cảnh sát đó rõ ràng tới lường gạt. Không lẽ con khoanh tay mặc cho chúng lường gạt sao? Thực tế họ không có tới lường gạt, họ chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu còn bắt chước với cứu mũi biết động não lanh một chút, nói vài câu có thể giải quyết rồi. Ba, chị hai chơi khăm con. Cả những người kinh nghiệm chỉ đều lôi đi hết. Ngay cả Thiếm Quyết giọng cũng bắt đi. Tụi con tới đó, ngay cả Châu Thiểu để đâu tụi con không biết. Hôm đó cửu muội nói 1 triệu tiên tử, 1 triệu thần, rồi kéo hết tất cả mọi người đi, chuẩn bị cho con phát huy tài năng. Lúc đó con quên hoàng tự đắc, gật đầu liên tục. Cho dù có người muốn chơi khăm con, cũng là do con không động não, tính tình bồng bột mới bị người ta thừa cơ thôi. Ba, ba chỉ có 2 đứa con trai thôi, mới nhìn anh con đi bị hại đến nỗi xém chút nữa mất cả mạng. Đến nỗi như bây giờ đến lượt con, ba mặc cho chị tiếp tục vậy sao? Em à, em đừng nên nói như vậy. Đích thực là trong chuyện đó anh có lỗi trước, không phải chị hai hại anh. Bây giờ anh bị như vậy là xứng đáng. Con không cần nói nữa. Ba không phải lão già hủ bại truyền nam không truyền nữ cái gì. Trai trưởng lớn nhất, tất cả đều không xuất hiện trong từ điển của Trịnh Lãng Quân này. Giang sơn này của ba là do mấy ngã anh em đổ mồ hôi nước mắt giúp ba xây dựng được. Ai giỏi thì người đó giữ giang sơn của ba. Nè, Sương Sương, cậu tới làm gì vậy? Anh Dương à, bánh tay rượu tay này là em mua cho anh Tĩnh đó. Em không dám đem lên trển, anh đem giùm em đi. Trời, cậu đem đi đi, anh Tĩnh không có nhận đồ của cậu đâu. Không phải, em thật sự có lỗi với anh Tĩnh lắm. Trong lòng em bức rứt vô cùng, bức rứt vô cùng, trong lòng em bức rứt vô cùng mà. Ê, sợ cậu quá rồi, để tôi đem lên giùm cho cậu. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Nè, đừng bỏ đến nha. Em biết, em biết. Anh Tĩnh ơi, anh tha thứ cho em đi. Thằng khốn nó còn dám tới nữa sao? Thằng khốn này, mày có đi không? Mày không chịu đi chứ gì? Anh Tĩnh à, anh Tĩnh à. Thằng khốn này. Nè đừng mà anh Tĩnh, đừng mà. Nè đừng mà, đừng mà. Anh Tĩnh. Anh Tĩnh.
thôi mà. Anh tỉnh rồi, anh có giỏi thì đứng đó đi. Tỉnh lại đi. Chạy đi. Đứng đó đi. Anh tỉnh thôi mà. Tỉnh lại đi. Được rồi. Xin chào. Đi 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 đi. Được. Anh tỉnh. Nè. Mày có giỏi thì đứng đó đi. Mày đứng đó đi. Anh tỉnh à. Anh tỉnh à. Anh tỉnh. Đi 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 đi. Mau đi. Chết phải không? Đi đi. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Đừng mà! Cứu tôi với! Cậu muốn gì? Cậu Kiệt à, cậu tha cho tôi đi, cậu đi tìm người khác đi. Tôi chỉ tiếp khách thôi, tôi không theo khách về nhà đâu. Cậu tha cho tôi, đi. Tha cho tôi 500 đi mà. Tôi không lấy đâu, tôi không lấy đi. Tôi không đi. Đừng mà! Lên cứu xe. Tôi với! Tôi không đi. Nè, 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 nè. Tôi không đi. Tôi không đi. Làm sao? Có chuyện gì vậy? Anh kêu tôi giúp ảnh đem đồ lên xe. Ai ngờ tôi vừa bước lên xe, ảnh liền đổ máy. Ảnh đòi chở tôi về nhà. Tôi không đi. Anh à. Không liên quan tới mày. Đi. Đi. Tôi không đi. Anh nè, nè. Đừng mà, tôi không đi. Tôi nói cho anh biết, tôi là cảnh sát đó. Tôi có thể bắt anh về sở cảnh sát đó nha. Cảnh sát hả? Cục trưởng cảnh sát gặp ta cũng phải cúi đầu chào. Sở trưởng cảnh sát gặp ba ta cũng phải cúi chào 90 lần đó. Cảnh sát, đi. Tôi không đi. Đi. Tôi không đi. Cứu tôi với. Tôi không đi. Anh mau thả cô ra. Nếu không tôi bắn nó nha. Đi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Tôi không đi. Cứu tôi với. Tôi không đi. Thằng cảnh sát khốn kiếp. Chưa thấy quan tài chưa đổ lại.世中烟火摧毁不了。